dân cư Thăng Long không? Chỗ này là đất của trường mầm non nè. Mặt đằng sau là đường Vành Đai. Căn hộ kia là Sài Gòn Avenue kìa. Đây là The Navita. Đó. Đi. Tiến độ thần tốc luôn. Đấy, 3 tầng thương mại. Tầng 9 rồi. Tầng 9 tầng 10 rồi. Wow, that's...